kính chào các cô chú anh chị cỏ ngọt bên mình hiện tại đang bán thì nó sẽ có hai loại hai loại chính đó là một loại nguyên lá như thế này là loại cao cấp thì 250.000 cho 1 kg và loại thứ hai nữa là loại cả lá cả cộng nó có giá là 150.000 cho 1 kg và đối với so với cái tỷ lệ ngọt ấy, tính trên một lạng đi chẳng hạn thì cái loại nguyên lá này thì bao giờ nó tỷ lệ ngọt nó cũng hơn bởi vì là cái cái ngọt thì chủ yếu ở lá nó sẽ nhiều và cái này chỉ cần nhấm một tí ở cái lá này thôi là chúng ta đã cảm thấy cái vị ngọt của nó rồi à, cái cỏ ngọt này thì chủ yếu dành cho những cô chú anh chị nào mà chúng ta hãm trà hoặc chúng ta ví dụ như đang bị tiểu đường chẳng hạn mà chúng ta không muốn tăng lượng đường ở trong máu thì chúng ta sử dụng cái cỏ ngọt này nó làm cho chúng ta có vị ngọt thế nhưng mà nó không làm tăng lượng đường trong máu giống như là các cái loại đường bình thường và khi mà một gói như thế này là mình đang đóng một cân và sẽ được rất là nhiều một cái lượng khi mà chúng ta cho vào một cái bình bình thủy đó thì chúng ta chỉ cần cho một ít ná này thôi là đã giúp cái nước của chúng ta ngọt rồi và khi mà cô chú anh chị chúng ta pha trà đó thì chúng ta cho một cái lượng sao tính một cái lượng nhất định để chúng ta cho vào thôi tránh trường hợp ngọt quá thì nó sẽ khó uống nghĩa là ví dụ như là khi chị mình pha trà sơn mật hay là bất cứ một trà gì thì cũng vậy mình cho chỉ cho một cái lượng vừa phải thôi chứ cái lá này nó rất là ngọt và cô chú anh chị chúng ta lấy cái lá cỏ ngọt này đó thì chúng ta muốn một loại cao cấp thì chúng ta có thể sử dụng loại hai trăm rưỡi còn bình thường thì lấy loại một trăm rưỡi là cũng ok rồi đây là cái sâm cao đen hiện tại nhà mình cũng đang đóng thì sâm cao đen khô này chuyến này về rất là to hiện tại bây giờ mình đang bán là 300 000 cho 1 kg cái này thì chủ yếu giúp tăng cường sinh lý và giảm đau xương khớp cái này ngâm chúng ta cho vào chúng ta ngâm một ký sẽ khoảng tầm từ 5 đến 8 lít rượu và có thể ngâm chung với lại mô tình sâm cao và kích nọc cậu này đây là, đây là một cái túi mà bên mình đóng 5 lạng một túi này có những túi một cân có những túi sẽ là 5 lạng chúng ta rửa sạch để ráo nước rồi cho vào ngâm rượu là được còn đối với đây là cái loại ba kích khô to đây là ba kích đại đó. thì hiện tại mình đang bán là rưỡi cho một kg ba kích khô to như thế này thì ví dụ như cô chú anh chị có nhu cầu về ba kích này lá cỏ ngọt hay là sâm cao đen và những cái loại dược liệu ở trên Tây Bắc thì cửa hàng mình đều có cả thì cô chú anh chị có thể uh, mua theo cái số điện thoại mình để trên màn hình 0971 85 88 82 Zalo mình số đó luôn thì mọi người có thể nhắn tin theo Zalo ở số đó. Ba kích khô là 550 một cân. Sâm cầu đen thì sẽ là 300 000 cho 1 kg. Và cỏ ngọt nguyên lá là 250 000 cho 1 kg. Cỏ ngọt thường